Xin chào tất cả anh chị và các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh Bất Động Sản Sang Thành. Hiện tại nhân đang ở hẻm 479 đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Ở đây là mặt tiền đường hẻm anh chị, thì có ngoài kia là mặt tiền đường ha, ngoài kia là mặt tiền đường chỗ xe chạy qua lại á. Thì căn nhà này hiện tại là hẻm 8m nha anh chị, hẻm 8m, hai xe tải qua lại bình thường nha. Đó, một chiếc xe dựng đây, còn một cái hẻm nữa nè, còn một cái đường hai bên nữa nè, mới chưa được nửa đường nữa anh chị, cái tim đường nè, thấy không, rất là rộng nha anh chị. Thì căn nhà mình trong con hẻm này, trong con hẻm này ha, nằm cuối góc đó nha anh chị. Đó, nằm khu vực mình gần chợ Tân Hòa Đông và nằm gần quỹ ban phường Tân Hòa Đông ha anh chị. Nó con hẻm vào nhà của mình là ở đây, nhà mình có hướng chính là hướng nam ha. Căn nhà rất đẹp luôn và giá dưới 4 tỷ luôn nha anh chị. Hiện tại giờ được chủ đang kêu là 4 tỷ còn thương lượng nha. Chiều ngang là 5m, chiều sâu vào là 11m, nở hậu là 5m8 nha. Đó, hẻm nội bộ đây, hẻm này là cũng khoảng 6m nha anh chị. Pháp lý là sổ hồng, mua bán ký công chứng sang tên. Nhà một trệt và một lầu nha. Hướng nhà là hướng nam. Bây giờ nhân vào trong và quay chi tiết bên trong cho anh chị mình xem nha. Đó, khu dân cư hiện hữu anh chị. Đó, nhà cao tầng hết rồi nha. Hẻm trước nhà rộng rãi. Đó, căn nhà nằm ngay chỗ chiếc xe màu đỏ đỏ nha. Một trệt và một lầu. Ở trên có cái mái ngói nè. Đó, nhà đúc kiên cố, sổ hồng riêng, mua bán ký công chứng sang tên nha anh chị. Hẻm trước nhà rộng rãi luôn, để hai chiếc xe luôn nè. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha. Anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì liên lạc với Nhân qua số điện thoại của Nhân là 0922 39 39 39 ha. Nhân sẽ trực tiếp mở cửa cho anh chị mình xem và hỗ trợ cho anh chị gặp chính chủ làm việc về giá nha. Ở có cái cửa sổ, có cái mái ngói che ha, có cái cửa cổng rào bên ngoài. Ở trên thì chủ ốp tường cao lên tới mái ngói luôn nè anh chị. Đó, giá hiện tại chủ đang kêu là 4 tỷ còn thương lượng ha. 4 tỷ còn thương lượng trực tiếp với chủ luôn nha. Hẻm xe hơi đậu trước cửa nhà mình ha. Chiều ngang là 5m và chiều sâu vào á là 11m, nở hậu là 5m8 ha anh chị. Hướng nhà là hướng nam. Anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì hãy liên lạc Nhân để Nhân mở cửa cho anh chị mình xem ha. Pháp lý là sổ hồng rõ ràng, mua bán ký công chứng sang tên. Ở trên đóng la phong đẹp lắm nha. Ở trên chủ đóng la phong rất là đẹp luôn nè anh chị. La phong giật tầng ha. Ở trên rèn led. Đó. Không gian rất là rộng luôn nha. Nhà còn mới tinh, anh chị về lau chùi sửa chữa lại, lau chùi lại và sử dụng thôi. Cửa nhà được bảo vệ với hai lớp cửa ha. Một lớp cửa bên ngoài là cửa sắt 4 cánh và lớp cửa bên trong là cửa sắt kết hợp với kính cường lực ha anh chị. Đó. Vị trí trước nhà hẻm rộng rãi ha. Đây là không gian phòng khách của mình nha anh chị. Nhà mình nở hậu được 5m8 ha và đầu vào của mình là 5m nha anh chị. Sổ hồng riêng, mua bán ký công chứng sang tên. Đây là không gian phía sau của căn nhà mình đây. Đó, đây là không gian phía sau của căn nhà mình ha anh chị. Rất là rộng. Chủ có làm luôn các thiết bị để mình để đồ, cái bàn ăn chỗ này luôn rồi nè. Nó nếu làm bàn ăn thì chỗ này sẽ làm cái khung cái bàn ăn chỗ này, thì mình làm cái tivi chỗ này ha để gia đình mình xem. Rất là đẹp nha anh chị, tại diện tích rất là ngang là rất là đẹp ha. Và đây là sổ hồng của căn nhà mình ha anh chị. Sổ hồng hoàn công đầy đủ ha. Sổ hồng hoàn công đầy đủ luôn, mua bán ký công chứng sang tên nha anh chị. Đó, nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu anh chị. Nhà nở hậu rất là đẹp luôn. Đó, nhà mình nở hậu ha anh chị. Chiều ngang là 5m và chiều sâu vào là 11m ha. Nở hậu ra gần 5m8 ha anh chị. Sổ hồng riêng, mua bán ký công chứng sang tên. Anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì liên lạc đến Nhân để Nhân mở cửa cho anh chị mình xem. Ở đây thì chủ ốp tường cao tới trần luôn nha. Ốp tường cao tới trần luôn nha. Đóng la phong ở trên nè. Đó, đóng la phong ở trên rất là đẹp luôn. Ở đây là cái làm cái tấm đá ha. Đó, tấm đá đó để mình bắt cái tivi lên đó mình để bàn ăn ở giữa ha. Ở giữa hai cái không gian phòng khách và bếp thì chủ cũng ngăn một cái tấm kính bằng nhôm sifa ha anh chị. Ở ngoài sau lưng của mình, ở ngoài sau lưng nhà của mình có cái bãi giữ xe nè. Đó, bãi giữ xe rất là rộng rãi luôn.
Bãi giữ xe rất là rộng rãi ha. Căn nhà mình nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, pháp lý là sổ hồng rõ ràng, mua bán ký công chứng sang tên ha. Giá hiện tại giờ chủ đang kêu là 4 tỷ, còn thương lượng trực tiếp chính chủ ha. Anh chị mình đến xem đi, nhân sẽ hỗ trợ cho anh chị gặp chính chủ làm việc về giá. Căn nhà này giá rất là mềm luôn, rất là đẹp luôn nha anh chị. Đó, ở đây là không gian của nhà vệ sinh nè, đầy đủ các thiết bị ha. Có máy bơm ha anh chị, có máy bơm đó ha. Đó, máy bơm mình nằm ngoài đây dưới cầu thang nè, cái công tắc nè ha. Đó, cửa đây, để coi cái cửa này ha. Cửa gỗ nha, cửa gỗ. Có cái cửa gỗ ha anh chị, lavabo nguyên khói rồi, các thiết bị đồ nè, nó bằng inox ha, bằng inox rất là đẹp luôn. Đây cái bồn nước nè, cái máy bơm nè anh chị, máy bơm nằm dưới cầu thang nè. Đây cầu thang mình đi lên, cầu thang thì mặt đi bằng đá hoa cương và tay vịn là tay vịn gỗ ha anh chị. Đá hoa cương mình đi lên, ở trên có cái giếng trời, ở trên có giếng trời nè anh chị, nó giếng trời ha. Cầu thang đi rất là đã luôn. Và căn nhà mình diện tích rất là đẹp luôn, ngang 5m và chiều sâu vào là 11m, nở hậu là 5m8. Nhà được xây dựng với kết cấu là một trệt và một lầu hết anh chị. À, trên đây thì hai phòng ngủ lớn phía trước, cực kỳ lớn luôn. Ở trên thì còn rất là đẹp, rất là mới ha anh chị. Đóng la phong vượt tầng rồi. À, cái sino điện ngoài đây, nhưng sẽ bật sino lên cho chị mình ra. À, mở cái bị điện lên, đẹp long lanh. Đó. Nhà còn rất là mới anh chị, rất là mới luôn nha. Sổ hồng riêng, mua bán ký công chứng sang tên nha. Đây là phòng ngủ đầu tiên của mình nha anh chị. Cửa là cửa gỗ nè. Không gian rất là rộng rãi. Chiều ngang của căn nhà mình là 5m và chiều sâu vào là 11m và nở hậu gần 5m8 nha anh chị. Ở đây có cái cửa sổ mở ra. Và đây là cái cửa ban công của mình nha. Đây là cửa ban công của mình nha anh chị. Nó cái hẻm trước nhà, ban công mấy ngói trước nhà đây. Vị trí đầu video kìa, nó cái đầu video ngoài đó ha. Rẽ tay phải là mình ra hẻm 5 nha. 479 đường Tân Hòa Đông ha, hẻm 2 xe tải qua lại nha. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, pháp lý là sổ hồng, mua bán ký công chứng sang tên nha. Giá hiện tại chủ đang kêu là 4 tỷ, còn thương lượng trực tiếp chính chủ ha, với tổng diện tích đất là gần 60m2 ha. Sổ hồng hoàn công, cái móng rất là cây chắc nha anh chị. Ở đây có cái giếng trời. Ở đây có cái giếng trời nè ha, giếng trời mình kéo ra. Nhà vệ sinh ở cuối. Ở đây và nhà vệ sinh rất là rộng luôn nha anh chị. Ở đây có tấm kính nè. Anh chị mình có đi trước khi đi làm thì coi tấm kính ngay chỗ này để chỉnh trang cho mình trước khi đi ra ngoài khỏi nhà ha. Đó, nhà vệ sinh ở trên tầng 1 rất là rộng luôn, trụ ốp tường cao lên 1m6. Gắn các thiết bị trong nhà vệ sinh rồi, nhà mới anh chị vào ở ngay nha. Pháp lý là sổ hồng riêng, mua bán ký công chứng sang tên nha anh chị. Căn nhà mình nằm ở địa chỉ là 479/45G, đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, nằm gần chợ Bình Trị Đông, giáp với quận 6 ha. Nằm giáp với quận 6 mình rồi ha anh chị. Ở đây rất là gần giáp quận 6. Thì nếu mình uống cà phê hay là gì đó, có quán cà phê Ponit ha, ngay đường đầu đường Tân Hòa Đông có quán cà phê Ponit ha, mình chạy bộ, mình chạy ra ngoài trước mình uống cà phê ha. Nhà mình có khách thì mình ra ngoài đó mình chơi, quán cà phê rất là nổi tiếng ha anh chị. Ở dưới đây là bãi xe ha, đây là phòng ngủ rất là rộng nha anh chị. Nhân xin nhắc lại thông tin chung và kết thúc cái video ở đây ha anh chị nè. Cái phòng ngủ ở trên nè, ở trên chỗ này có cái giếng trời chỗ này nữa nè anh chị. Nhà mình thì còn mới ha anh chị, và ở ngay chiều ngang của căn nhà mình là 5m và chiều sâu vào là 11m, nở hậu là 5m8 anh chị. Nhà được xây dựng với kết cấu là một trệt và một lầu. Nhà có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh, hai phòng ngủ rất là lớn nha. Hướng nhà là hướng nam anh chị. Pháp lý của căn nhà mình là sổ hồng riêng, mua bán ký công chứng sang tên. À, cầu thang thì cầu thang đúc đi lên trên ha. Hai phòng ngủ rộng rãi. Hướng nhà là hướng nam. Và giá hiện tại chủ đang kêu đó là 4 tỷ. 4 tỷ còn thương lượng trực tiếp với chính chủ ha. Anh chị mình đến xem. Nếu thấy
căn nhà này ưng ý với mình thì Nhân sẽ hỗ trợ cho anh chị gặp chính chủ làm việc về giá ha. Giá còn thương lượng trực tiếp với chủ nha anh chị. Sổ hồng, hoàn công đầy đủ, nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, hẻm thì hẻm xe hơi đậu trước cửa nhà. Với diện tích ngang 5m này mới để được xe hơi ha anh chị. Hả? Ngang 5m làm để xe trong nhà được rồi nha. Ở trước là có khu vực có rất là rộng rãi, mình có thể để xe phía trước nhà. Để xe trước nhà ha. Không gian đây là không gian phần nở hậu của mình ha. Ở đây chủ ốp tường cao tới trên luôn. Anh chị mình để ý ha, căn nhà mình còn rất là mới ha anh chị. Đóng la phong giật tầng, sử dụng đèn led hết rồi. Ở ngoài sau có cửa sổ, bên đây cũng được ốp đá nè. Ở đây thì là kệ tivi của mình và bàn ăn chỗ này ha. Nó ở trước đây thì để xe hơi nè. Nó rất là rộng, rất là rã luôn. Nhà có hướng chính là hướng nam. Hướng nam nha anh chị, nhà hướng nam ha. À, nhà mình hướng chính là hướng nam đúng rồi. Pháp lý là sổ hồng riêng, mua bán ký công chứng sang tên nha. Đó là phòng ngủ và phòng khách nè, rất là rộng rãi. Trần nhà cao ráo ha, trần nhà rất là cao nha. Anh chị mình thấy không? Rất là cao nè, mình nhìn đâu thấy được cái khúc trên đâu nè. Đó, khúc trên nè. Anh chị mình quan tâm tới bất căn nhà này thì liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39. Nhân sẽ trực tiếp mở cửa cho anh chị mình xem và hỗ trợ cho anh chị gặp chính chủ làm việc về giá. Hiện tại chủ đang kêu căn này có giá là 4 tỷ còn thương lượng trực tiếp với chính chủ ha anh chị. Đó, chiều ngang á là 5m và chiều sâu rồi tới vị trí cuối tường nữa là 11m nha. 11m, Nhân sẽ đi ra ngoài kia. Ở trước đây là xưởng nè, đó xưởng nè ra ta làm ha. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha. Pháp lý là sổ hồng, mua bán ký công chứng sang tên. Rồi Nhân đi ra ngoài đó và kết thúc video ở đây ha. Giá hiện tại chủ đang kêu là 4 tỷ còn thương lượng trực tiếp với chính chủ. Anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì liên lạc với Nhân qua số điện thoại 0922 39 39 39 nha. Hẻm rất là rộng nha anh chị, hẻm rất là rộng nha. Đó. Ở đây là hẻm đi vào nhà của mình nè, đó. Một bên là xe chạy thôi ha, xe tải đây vẫn còn vô được nha anh chị. Đó, một chiếc xe nằm đây, một chiếc xe nằm đây vẫn vô được ha. Hồi trước mặt tiền, hồi trước là mặt tiền đường Tân Hòa Đông á. Rồi Nhân xin chào, hẹn gặp lại anh chị trong lần quay sau nha. Xin chào.